mỗi mỗi ăn hủ tiếu nhà bác, mỗi ăn hủ tiếu mình bác là 7 gói đúng không? Vâng. Bác chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Đốc Phương Vlog nha. Video hôm nay Phương chia sẻ cô chú anh chị một cái địa điểm bán xôi xôi Hà Nội lá sen rất là ngon ở trên đường số 35 Nguyễn Ngô Thị Thu Minh, quận 2, quận Tân Bình, cô chú anh chị. Đây hàng xôi này bán cũng khá là lắm. Cái hành bỏ đi. Không em không để ý rồi. Cho miếng hành bỏ đi. Đây bán rất là đông, 6 giờ sáng là đây bán rồi cô chú anh chị. Nó nằm gần chợ Phạm Văn Hai, cái đường Ngô Thị Thu Minh này nó cắt với đường Phạm Văn Hai. Suốt ngày cứ quay lên vô tiếng. Dạ. Cái này xôi ở đây làm là gói lá sen nha cô chú chị. Gói nào cũng cho vô lá sen hết nè. Ở đây có xôi xéo, xôi bắp. Dạ chung. Xôi bắp nè cô chú chị. Một người mua, chỉ có một người, hai người mua mà mọi người đã tiền. Thao xôi trong kia. Chả nó đây đặc biệt chả rất là ngon của chị Phi. Thằng Phi chả bông có đậu xanh đó, đó đậu xanh các cạnh người bán cực kỳ đông khắp luôn đấy. Chỉ có 20.000 một gói thôi. Phương cũng mới vừa mua một gói nè cô chú chị, gói lá sen nè, 20.000 một gói thôi. Đó, có lá sen luôn mà chỉ có 20.000 thôi cô chú chị. Rồi xôi này gói lá sen rất là thơm luôn. Đây xôi bắp. Không phục vụ nổi, tăng cường thêm người bác. Nhà mình làm hết ha, nhà mình làm hết. Đây. Chả không đủ bán. Không phải. Ăn nó không ngon cái gì. À. Cái ngọt nó ngọt nó mềm. Cái bán có được tiền như con nhìn đâu mà. 15-20 đây. Cái nào nó đi thì đấy. Đừng ăn, đừng ăn như thế. 37. Cơm ở dưới.
đưa ra. Đây là lúc nào cũng có lá sen mỗi ngày. Ngày nào cũng có lá sen. Đấy, cũng có mà thanh niên thì là cũng có cái như này này. Chứ không là mà mưa bão chết cỏ ấy, thì con người cũng khá đúng chứ. Cỏ không chết còn chết đi một người. Là một chiếc. Bắt đi, bắt của người mẹ thì hai người. Đây lá sen này cô chú anh chị. Đây còn có lá chuối hay là báo giấy báo gì? Lá sen không? Đây địa chỉ 35 đường Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình nha cô chú chị. Em mua về cái là nhà ăn là phát hiện ra liền, không phải chỗ khỏi đi đây nha. Bây giờ mình kéo vào bà ơi. Hai xe tao không có bà đi đi. Hai bắt đi. Hai xe tao không có bà đi. Bốn cái nắm. Có chị đi chị đã được. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có một số chợ không anh? Có bằng không? bao giờ cũng như là một công ty thì hãy cạnh tranh, mà không công ty thì hãy cạnh tranh. Đây, chính ngày xưa là tôi ngồi đầu lòng kia, nhưng nhà kia xây nhà nó không được về đây. Không bắt đầu một chừng nó mới nhảy về chỗ đấy. Đấy nó là cái gió nó ngoằn thế mà nó vào thế của mình nhưng mà không như vui và là không người ta ăn nhầm người ta nhìn đó không phải ăn một lần người ta không phải. Người ta tự người ta rồi mình cũng mà đấy nhà này nhá. Có những kiểu nhà này không có quảng cáo không nghĩa là mình có tên tuổi không có biển hiệu không tên tuổi không biết là bán gì tôi hay thích bán tò mò cho người ta tò mò mà để người ta thơ tay làm sao mà sao đông thế tự nhiên người lọ rồi tới thì đang làm cho em hả? Vâng để đầu liên em nha mấy lần em mua dùng vậy dùng sát em nên lên đâm lệnh là nói chuyện vui đúng rồi không biết cái gì mà đông thế tự nhiên người ta tò mò là người ta đến báo chí cũng tự người ta đến đi ngang đây thấy đông nè không ngon lên lên như này này ăn nó có cái vị riêng ai cày thì cũng được bây giờ ngon hai đứa bắp thì đã riêng cho em để nhỏ ngon là người ta nghĩ là không cần quảng cáo cứ quảng cáo mà không ngon là sau rồi ta còn la cho thêm ấy có cái đó người ta tự tới quảng cáo chứ mình không quảng cáo cho mình quảng cáo sao mời mình hả mời mình được tiền thì đi không được tiền thì không đi con anh đi mà cho em cái chả thì bỏ trên cái lá này bên hông chợ Phạm Văn Hai nè cô chú chị sáng người ta buôn bán cũng khá là đông ở đây gần Phạm Văn Hai lắm đi ra ngoài Phạm Văn Hai chừng 50m là tới đường Phạm Văn Hai phía trước rồi cô chú chị nhiều người mà tới đây chưa biết bán xôi gì nữa thấy đông là ghé vô hỏi em mua thử rồi giúp chị thì chuẩn bị bắt luôn cái chỗ này đặc biệt là thấy lá sen ngày nào cũng có gói lá sen xôi rất là thơm. Chả đây ngon hả chị hả? Bao nhiêu ký hả? Khi mấy? Bao nhiêu ký? 1-2 lần. Ký 2 lần rồi. Ký 200 ngàn. Ký 160. Ký 160. Chả ngon nha. Chả ngon lắm. Chả này nhiều khi ngon. Cái tròn với cái dài đó là nó giống nhau luôn hả? Chả là cũng gói vô lá sen luôn nha cô chú anh chị. Ký 160 ngàn. Chả này rất là ngon luôn. Chú tình tới đây mua ăn thử. Chả rất là ngon. Của em tổng cộng nhiêu nè? Tổng cộng
Cái này của người ta đi, giả đi. Cái này nói có Okay.